Kính thưa quý vị, trước khi đi vào chương trình chi tiết về bản tin của vấn đề G20, thì chúng ta có bản tin là liên quan đến vấn đề biên giới của Hoa Kỳ và Mexico. Chắc quý vị còn nhớ là hiện nay Hoa Kỳ có trên 5.500 cho đến 6.000 binh lính đang có mặt ở biên giới Mexico với lại Hoa Kỳ, từ California về đến Texas. Trong đó thì riêng ở Texas đã có 2.500 binh sĩ trú đóng để kiểm soát biên giới và lập những cái hàng rào kẽm gai song song với biên giới, đặc biệt là qua cái dòng sông Rio Grande, là một cái dòng sông biên giới giữa Hoa Kỳ và Texas. Bên này là thành phố Allen, ở bên kia là thành phố Nogales của Mexico, và cũng là cái xào huyệt của cái bọn buôn thuốc phiện rất nhiều. Rồi số còn lại là giải rác ở bên Cali và Arizona. Thì hôm qua ông Tổng Bộ trưởng James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng, trong một bài diễn văn đọc ở Viện Nghiên cứu Quốc gia về Chiến lược, ông tuyên bố là quân đội Hoa Kỳ sẽ giảm bớt vào khoảng độ 1.500 binh sĩ. Hiện nay có vào khoảng 5.500 đến 6.000, thì cái con số quân đội này sẽ xuống chỉ còn vào khoảng 4.000 mà thôi, để dọc theo biên giới, để yểm trợ cho 2.500 vệ binh quốc gia đang có mặt ở biên giới của San Diego đến Arizona Phoenix, yểm trợ thêm cái số gọi là Custom and Border Immigration Border Protection, là các cái nhân viên của Bộ An ninh Nội chính, Homeland Security, kiểm soát vấn đề thuế má và di dân ở dọc biên giới. Cái con số mà 5-6 ngàn quân đội này đã được gửi đến biên giới trước ngày lễ Thanksgiving. Và Đảng Dân Chủ cũng đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Bush, xin lỗi Tổng thống Donald Trump, là đã lo những cái việc rủi bu. Là vì lúc bây giờ, cách trước 2 tuần trước, thì cái số mà gọi là caravan, là những người di dân của Trung Mỹ, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, hãng còn cách biên giới vào khoảng độ gần 700-800 cây số, 1.000 cây số. Nhưng mà nhờ cái chỗ Tổng thống Donald Trump đã tiên liệu, cho nên gửi quân đội trước và lập ra những cái hàng rào. Vì thế trong vòng 1 tuần vừa rồi, hàng ngàn người đã đến biên giới Tijuana, hàng ngàn người đã đến biên giới giữa Texas và Arizona bị chặn đứng vì những cái lớp hàng rào kẽm gai. Mặc dù có một số MS-13 gang member, tức là cái số gọi là băng đảng của MS-13, họ đích thân là cắt hàng rào kẽm gai, phá vỡ hàng rào để họ vượt qua Mỹ, nhưng con số chẳng là bao nhiêu, đã bị bắt và gửi trở lại bên kia biên giới. Thì cái con số thành công, phải nói rằng chính sách về biên giới bảo vệ của Tổng thống Donald Trump đã thành công trong vấn đề chặn đứng các đoàn caravan. Và chính Tổng thống nước Mỹ, ông bây giờ là ông Obrador, trước hôm mùng 1, tức là Tổng thống cũ gọi là ông Enrique Nieto, thì ông Nieto thì cứng rắn đối với Donald Trump, nói rằng là chúng tôi không có thể nào mà lo được, tất cả những cái người mà tị nạn đó phải để cho họ qua và phải để cho họ vào nước Mỹ. Đó là cái nhu cầu và là cái sở nguyện của những người đã bỏ nước ra đi. Nhưng mà đối với ông Obrador, là ông tân Tổng thống mới lên nhậm chức hôm mùng 1, cách đây vài ngày, thì ông lại khác. Ông có một đường lối thực tế hơn đối với Tổng thống Donald Trump. Có lẽ chúng ta phải nói sơ về cái ông Obrador này. Cái ông Tổng thống Obrador này năm nay đã 65 tuổi. Ông là một con người rất thực tế và muốn làm một cuộc cách mạng cho nước Mỹ. Tại sao như thế? Là vì lâu nay nước Mexico là một quốc gia ở sát Hoa Kỳ. Nước Mexico là một quốc gia có sản xuất dầu hỏa. Nhưng người dân Mỹ rất nghèo, rất khổ, giống như người dân Mỹ của Venezuela, người dân Mỹ của Nicaragua, người dân Mỹ của El Salvador, v.v. Vì vậy, họ quá nghèo, họ phải bỏ nước ra đi để tìm một đời sống tốt đẹp hơn. Ông Obrador này, ông nói một câu rằng là chúng ta phải có trách nhiệm với những cái người dân nghèo này. Và để làm gương, ông ta cũng làm một vài cử chỉ rất là ngoạn mục. Thứ nhất, cái phi cơ riêng 737 đặc biệt dành cho Tổng thống
mà các tổng thống trước đều đi và dùng để di chuyển. Thì ông Obrador này, ông bảo no, đấy là cái tiền của dân mà làm phi phạm. Ông ta bỏ phi cơ, ông ta đi xe hơi. Bằng chứng là cái ngày lễ đăng quang hôm 1 vừa rồi, ông ta đi xe hơi thường, một chiếc xe sedan Volkswagen nhỏ, trị giá vào khoảng độ 50.000 đô la. Ông ta đến dự lễ đăng quang bằng chiếc xe đó. Thay vì các tổng thống đều có xe limousine riêng, đoàn xe hộ tống cảnh sát, ông rất tầm thường. Thứ hai, cơ quan mật vụ của tổng thống Mexico ông giải tán. Hàng trăm người mật vụ bảo vệ, ông chỉ dùng 4-5 vệ binh vệ sĩ riêng của ông. Và ít người để ý, ông bảo rằng là làm tổng thống là phải gần dân chúng. Nếu bây giờ cách xa dân chúng như là các ông tổng thống trước. Đây cũng là một câu nói đau lòng cho một ông tổng thống ra đi, đó là ông tổng thống Nieto. Trong cái ngày lễ đăng quang của ông tổng thống Obrador này thì ông Nieto ngồi bên cạnh, cách ông ta chỉ có 2 ghế. Và ông ta nói thẳng một câu rằng những cái sự lạm dụng công quỹ của các chính phủ trước tôi bỏ. Thứ nhất, tôi không dùng phi cơ nữa, đem bán chiếc phi cơ đó lấy tiền cho vào công quỹ. Mà ông tổng thống Nieto trẻ tuổi mà luôn luôn dùng những loại phi cơ đắt tiền để mà di chuyển. Thứ hai, tôi không dọn vào dinh tổng thống của tổng thống Mexico, tôi vẫn ở trong apartment, ông ở một cái riêng căn nhà mướn bình thường. Cái thứ ba, ông giải tán mật vụ. Cái thứ tư, ông sẽ giảm những cái chính sách thuế má mới. Cái thứ năm, cái này mới quan trọng, ông hứa là sẽ không gia tăng ngân sách và không gia tăng cái nợ quốc gia. Đấy là một trong những cái điều không có một ông tổng thống nào của Mexico mà đưa ra những chính sách đặc biệt như vậy. Đồng thời ông nói rằng các chính phủ trước đã tham nhũng, đã làm cho tồi bại trong vấn đề đất nước. Tôi sẽ dẹp tham nhũng. Mà thật ra đối với Mexico nó giống như là quốc gia cộng sản trước kia. Nó tham nhũng tràn đầy, giống như bên Tàu Cộng, giống như bên Venezuela. Ông đưa ra một thí dụ. Quốc gia Venezuela là một quốc gia giàu có nhất Á Châu, Nam Mỹ, bởi vì họ có hàng chục tỷ đô la tiền dầu mỗi năm bán ra. Vậy mà khi ông Maduro, là ông tổng thống hiện nay của Venezuela, đưa ra chính sách xã hội chủ nghĩa, thì nước Venezuela trở thành nước nghèo nhất của Nam Mỹ. Đến nỗi mà 2 triệu dân của Venezuela đã phải bỏ nước ra đi, giống như dân của các nước cộng sản bỏ nước ra đi tìm cái chết trong cái sống. Ông Maduro này nếu đúng như những cái điều ông ta tuyên bố, đi theo đúng đường lối của Tổng thống Donald Trump, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và đó là cái lý do mà trong cái sự biên giới vừa rồi, Tổng thống Donald Trump thấy rất thành công. Và ông đã quyết định giảm quân số để đưa về với gia đình, để dự lễ mùa Giáng sinh. 1.500 gia đình sẽ được đón những người thân trở về. Còn số người còn lại thì Bộ trưởng Quốc phòng Mattis nói một câu: chúng ta sẽ tăng cường những cái hệ thống về pháp lý. Có nghĩa là trước kia mỗi một ngày như vậy họ chỉ process, lập thủ tục được vào khoảng 100 hồ sơ. Thì bây giờ họ sẽ cố gắng làm nhiều hơn để những cái người không hợp pháp tống cổ về biên giới và đi về nước. Còn những người hợp pháp sẽ cho ở trong những cái lều do quân đội, do những đoàn công binh tác chiến, gọi là Combat Engineer Platoon. Họ xây lên và để cho những cái đoàn người di dân được nơi tạm trú. Với một cái chính sách này thì đoàn người caravan họ sẽ được hưởng nhiều quy chế hơn. Và Tổng thống Donald Trump vẫn chủ trương một đường lối nước Mỹ cần rất nhiều người làm việc, nhưng cần những người legal. We need a lot of people working in America, but legal residents. Những người bất hợp pháp không thể vào Hoa Kỳ được. Và ông còn tuyên bố rõ ràng, những người bất hợp pháp sẽ không được cấp cái quy chế về asylum, tị nạn. Vì lâu nay quý vị biết rằng những người Mỹ đến Hoa Kỳ do một số người đảng Dân Chủ yểm trợ, trong đó có George Soros, bỏ hàng chục triệu đô la cho những đàn em qua bên các quốc gia nghèo Mỹ, nói với họ rằng quý vị cứ đến Hoa Kỳ đi, một khi đã lọt vào được Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ yểm trợ quý vị. Bằng chứng là các thống đốc
của các cái tiểu bang nghèo, những dân di dân đều gọi là sanctuary state, tức là đây là một cái chỗ dung chứa những cái người tị nạn bất hợp pháp. Đó là California, đó là tiểu bang Arizona, những cái nơi mà quý vị sẽ được sung sướng ở Hoa Kỳ. Thế thì người dân họ rốt nát, họ không biết, họ nghe những cái lời ngon ngọt này họ ra đi. Và George Soros còn cho người phát tiền cho họ. Bởi vậy cho nên đoàn người không phải 5.000, không phải 3.000, không phải 10.000, mà bây giờ có thể lên đến 20.000. Vì 3-4 đợt lên đường để đi tìm đời sống mới ở Hoa Kỳ. Xảy ra một câu chuyện buồn cười. Ông Maduro ngày hôm qua, sau khi ông ta đăng quang làm tổng thống của nước Mỹ, ông đích thân kêu gọi những cái người mà tị nạn đang ở Tijuana. Hiện nay ở Tijuana có vào khoảng từ 5 đến 10.000 người. Ông đưa ra một thông báo rằng nước Mỹ đang cần vào khoảng 5.000 người để làm việc. Quý vị nếu muốn thì chúng tôi sẽ cấp cho quý vị nơi ở và công ăn việc làm. Thế thì đa số những cái người caravan thì nói một câu, oh no, chúng tôi mục đích không phải đến là làm việc ở Mexico. Nước Mexico cũng chả nghèo, chả khác gì bằng nước Nicaragua, bằng nước Honduras của chúng tôi. Chúng tôi đến đây là để mong được vào Hoa Kỳ có một đời sống tốt đẹp hơn. Đấy, quý vị thấy chưa? Điều này là chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng là không một nơi nào trần gian này đẹp lẽ bằng Hoa Kỳ. Đấy là một cái chuyện tốt mà cũng là một cái gánh nặng cho Hoa Kỳ. Ước mong những cái người mà gọi là có lòng tốt đối với nhân loại là ông Tổng thống Maduro sẽ giải quyết một cách tốt đẹp, và ông còn tuyên bố chúng tôi sẽ hợp tác với Tổng thống Donald Trump để có thể mở ra những cái chương trình huấn luyện và những cái chương trình lập công ăn việc làm cho những người mà muốn ở lại Mexico một cách hợp pháp. Kính thưa quý vị, một bản tin tiếp theo đó là bản tin của chúng ta liên quan đến vấn đề gọi là G20. Trong cuộc họp ở G20 vừa rồi, quý vị biết rằng là Tổng thống Donald Trump đã chiến thắng một cách tốt đẹp. Ba điều. Trước khi đi họp thì Đảng Dân Chủ nói rằng Tổng thống Donald Trump kỳ này sẽ bị cô lập hóa, isolated. Và khi mà cô lập hóa như vậy thì nước Mỹ sẽ thất bại trong vấn đề lãnh đạo của thế giới. Thứ hai, Tổng thống Donald Trump đi họp lần này cũng sẽ bị gặp thất bại với Tập Cận Bình, là vì Tập Cận Bình chủ trương là không hòa hoãn đối với Mỹ. Đấy là đường lối của Đảng Dân Chủ tuyên truyền. Cái thứ ba, Donald Trump kỳ này đi họp sẽ bị ảnh hưởng về vấn đề hợp tác với các vụ giết người của Saudi Arabia, của Hoàng Thái Tử Bin Salman. Nhưng mà cả ba sự kiện này đều khác hoàn toàn. Chúng ta sẽ tiếp tục trong phần tới. Xin cảm ơn quý vị.